Rồi, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay Điềm xin giới thiệu mọi người một cái dàn quạt chạy nhỏ gọn và sử dụng trên ao dèo là tuyệt vời luôn ha. Và đây là cái dàn quạt mà bên chỗ bên Famit đang thử nghiệm đây. Đang sử dụng chạy đó là dàn quạt chạy 6 cánh. Mình đang chạy cái motor đó là motor một ngựa, dòng tua của nó là 60 vòng trên 1 phút. Và cái lượng điện tiêu thụ của nó hiện tại là chỉ có là 1.5A thôi ha. Có khả năng thằng này nó có sẽ chạy được 8 cánh. Chạy được 8 cánh ha. Và nó được cái là nhỏ gọn, là cái phao cực kỳ gọn ha, tầm khoảng 1m nè. Phao tầm khoảng 1m và cực kỳ đầm, mọi người thấy nè, cực kỳ đầm luôn. Quạt chạy thì nó sẽ cái nhỏ hơn. Đấy, cánh quạt nó sẽ nhỏ hơn nhưng mà nó vẫn đủ cái lượng để đẩy nước ra ha, đẩy nước ra ngoài luôn. Mình nhìn xem thử cái độ ổn định của quạt ha. Điềm tin chắc là cái dàn quạt này sẽ rất ưa chuộng trong tương lai, khi mà mọi người muốn sử dụng cái này nó cực kỳ đầm luôn và tiết kiệm cho mọi người về cái chi phí của phao và quạt. Chi phí của phao và quạt, tại vì nếu mà làm theo này thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn những cái dòng phao trên thị trường hiện tại. Mọi người có nhu cầu liên hệ thông tin thì liên hệ số hotline 0899199700 hoặc là để lại comment bên dưới về số điện thoại mình để được nhân viên Famit tư vấn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.